Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Các sếp hỏi chúng em trả lời cùng Lão Tô AZ. Và đây là số hỏi đáp thứ 121 rồi, cùng mình là Minh Muối và ngồi cạnh mình đây là Thanh Thủy. Hôm nay chúng mình sẽ lại tiếp tục đi trả lời những câu hỏi mà anh em để lại ở trên các số hỏi đáp trước. Và đừng quên là anh em hoàn toàn có thể tham gia giveaway ở trong số hỏi đáp số 120 cùng rất là nhiều các phần quà vô cùng hấp dẫn. Hãy tham khảo lại video đó nhé. Và không làm mất thời gian nữa, chúng mình hãy đến ngay với những câu hỏi đầu tiên thôi. Câu hỏi thứ nhất đến từ bạn L8709 Nguyễn Thanh Nhật Huy. Acer Nitro 5 và Tuff Dash S15 thì con nào dùng bền và hiệu năng cao hơn? Về hiệu năng thì con Acer Nitro 5 hơn này, nhưng mà còn bền thì em thấy build của Tuff Dash S15 hơn. Mình cũng đồng ý với ý kiến của Thủy. Nếu như mà về hiệu năng thì bên Acer Nitro 5 chúng ta sẽ có một con chip nó nhiều nhân nhiều luồng hơn và cái hiệu năng nó bung ra được ngon hơn so với cả Tuff Dash S15. Bên Tuff Dash S15 ấy thì mình thấy rằng là bởi vì là để máy giữ cho việc là nó mỏng nhẹ này, và thứ hai nữa thời lượng pin cao thì cái hiệu năng nó bị bóp đôi chút. Tuy nhiên thì bù lại thì chất lượng build này hay là về độ bền thì nó cũng sẽ cao hơn bên Acer Nitro 5 kia. Và tiếp theo câu hỏi số 2 đến từ bạn Ashlam, một vị tướng ở trong Apex Legends. Có nên xài các cái phần mềm portable hay không ạ? Và em thấy nó dễ cài, dễ dùng mà không cần phải làm những việc gì quá phức tạp. Tất nhiên rồi, nếu như mà cái nhu cầu sử dụng của bạn mà nó không cần quá chuyên nghiệp thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phần mềm portable, bởi vì là nó nhanh mà, bạn chỉ cần copy về giải nén và chạy thôi. Còn nếu như mà khi mà chúng ta cần phải sử dụng đến các cái phần mềm mà nó yêu cầu truy cập vào các cái quyền như kiểu là truy cập vào bộ nhớ này, hay là yêu cầu là chúng ta có thể là cập nhật các cái phần mềm đó, thì bạn nên sử dụng các cái phần mềm mà cài sẵn mà phải cài thì cái đó sẽ phù hợp hơn. Đến với câu hỏi số 3 của bạn, một cái tên khá là buồn cười, đấy là con thích kè LED RGB em bắt về em nấu curry. Anh nghĩ thì nên bán Helios 330-60 như mới để tiền mua bản năm sau, hay là để năm sau ra rồi mới bán ạ? Bởi vì là em ưng cái thiết kế của ngài với cả Helios năm sau quá. Một người chơi hệ Acer như Thủy, theo Thủy nhỉ? Nếu mà em thì chắc em cũng thích các thiết kế của năm sau hơn đấy, nên là em sẽ đợi năm sau. Đợi năm sau sẽ mua đúng không? Đúng. Nhưng ở đây bạn đang hỏi rằng là nên bán luôn hay là để năm sau bán? Nếu bạn bán luôn ý, thì bạn sẽ có lợi là chúng ta sẽ có được nhiều tiền hơn so với việc là để năm sau rồi mới bán. Tuy nhiên thì nếu như bạn để bạn đợi để mà mua những cái bản năm sau ý, thì bạn sẽ phải đợi từ 4 cho đến 5 tháng nữa. Thì may ra chúng ta mới có hàng ở Việt Nam để bạn mua, và cái khoảng thời gian đấy nó đợi khá là lâu. Vì thế mình nghĩ rằng là để năm sau bán thì nó tốt hơn. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Hiệp. Cho em hỏi, với giá 26 triệu thì Dell G15 i5-11400H, hai anh thấy có đủ để dùng học kỹ thuật 4 năm không ạ? Hay tầm giá này có con nào tốt hơn không, ưu tiên về độ bền? Trong tầm giá khoảng 26 triệu đồng này thì mình thấy rằng là với lựa chọn của bạn là Dell G5 là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta có một cái chất lượng build rất là ngon, rất là tuyệt ở trong cái tầm giá này. Ngoài ra thì mình có một vài những mẫu khác, ví dụ như là Acer G513 hoặc là Zephyrus G14 hoặc là Tuff Dash S15. Thì ba cái mẫu này theo mình nghĩ thì có thể là thỏa mãn thêm cái nhu cầu của bạn, nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm những mẫu máy khác mà có độ bền cao trong mức giá khoảng 26 triệu đồng. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn chán lắm rồi Long ơi, chán thật. Chào các anh, cho em hỏi là em đang xài Win 11, có phải Office Crack thì nó báo tệp là gây hại và virus hay không? Vậy thì nếu như mà tiếp tục xài thì có bị gì hay không ạ? Hay là nói chung là xài các cái phần mềm crack hay là game crack thì có ảnh hưởng gì tới máy lâu dài hay không? Và với lại cả việc là chúng ta cài Win thì có bị mất dữ liệu hay không? Với một người hay cài lại Win như Thủy thì theo em thì có mất dữ liệu không? Theo em thì nó sẽ có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là nó sẽ keep lại dữ liệu cho bạn, và chế độ thứ hai là remove hết dữ liệu đi. Chúng ta có hai cái chế độ đó. Bạn có thể chọn việc là chúng ta xóa toàn bộ dữ liệu hay là chúng ta chỉ xóa dữ liệu và phần mềm ở ổ cái Win thôi. Rồi tiếp theo ở cái việc là sử dụng các phần mềm crack thì có sao hay không? Có, rất ảnh hưởng tới máy. Các phần mềm crack thường thì chúng ta sẽ không sử dụng được toàn bộ những cái hiệu năng của máy là một này. Thứ hai là toàn bộ các chức năng của phần mềm. Và thứ ba là nó ẩn chứa rất là nhiều những cái mã độc. Và thậm chí là mình thấy một vài ông như kiểu là ông Phương quay phim của mình chẳng hạn, ông ấy cài Photoshop crack và đã có một con virus nó đòi $500 rồi đấy. Rồi tiếp theo thì xài Office Crack thì gây hại thì đúng rồi, bạn nên sử dụng Office bản quyền hoặc là mượn ở một chỗ nào để nó uy tín. Đến với câu hỏi thứ 6 của bạn, đăng ký laptop AZD. Đúng rồi đấy, chắc đây là fan cuồng rồi. Trong tầm giá 20 triệu thì có con nào cân được đồ họa như là 3D như là Blender, Maya và Render không anh? Em thấy Dell Precision 7510 thì dày và nặng, Nitro 5 và Braver 15 thì màn lại không đẹp, mong hai anh tư vấn giúp em với. Đúng rồi, 20 triệu, một cái tầm tiền ở mức trung mà bạn không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều được. Muốn có hiệu năng cao thì chúng ta buộc lòng sẽ không có màn đẹp, mà muốn có màn đẹp thì chắc chắn là hiệu năng sẽ không cao rồi. Ở đây thì
mình nghĩ rằng là chúng ta có một cái cách để giải quyết để chúng là có, đấy là chúng ta có thể mua những cái mẫu máy gaming như kiểu là Acer Nitro 5 hoặc là Bravo 15 này, sau đó thì sắm thêm một cái màn rời mà có độ phổ màu tốt, độ sai màu thấp để bạn có thể làm được những cái tác vụ đồ họa hay là những cái tác vụ mà cần có cái độ sai màu thấp. Rồi, còn nếu không thì chúng ta phải buộc phải bỏ một cái số tiền cao hơn để lên những chiếc máy mà có mức giá cao hơn thôi, chứ không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều được. Rồi, câu tiếp theo đi. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Duy Pokemon. Chào 2AD, cho em hỏi là 20-23 triệu laptop nào ngon nhất cho sinh viên học công nghệ thông tin? Em có thấy bạn kia tư vấn ba con là Aspire 7 này, Intro 5, TUF, thì vậy em nên lựa chọn con nào ạ? Và con nào trong tầm giá đó mà ngon hơn ba con đó ạ? Nếu mà ba con này thì em sẽ chọn Acer Nitro 5. Nếu là anh thì anh cũng thế. Tuy nhiên thì ở đây bạn đang nói đến là ngành công nghệ thông tin. Thực ra ngành này là một ngành rất là rộng, và mình cũng đã phải phân tích trong rất là nhiều những video rồi. Đấy là trong tầm giá khoảng 20-23 triệu, nếu như mà bạn học những ngành mà liên quan đến việc chúng ta cần phải giả lập Android này, hay là bạn cần làm về AI, hay là bạn làm về lập trình game, hãy chọn một mẫu laptop gaming. Và sự lựa chọn rất ngon trong tầm giá này đây Giang chính là Acer Nitro 5. Và tiếp theo đó thì nếu như bạn chỉ cần học những cái ngành mà liên quan đến bảo mật này, hay là những cái ngành mà chỉ thiên về là chúng ta lập trình thuật toán hay là làm lập trình web, bạn có thể sắm những mẫu Ultrabook, ví dụ như là Dell Virtuo 5415 hay là 5515, và nâng 2 thanh RAM lên 16GB là sẽ thoải mái cho bạn luôn rồi. Câu hỏi số 8 đến từ bạn Đức Luận. Bạn hỏi là có nên mua Dell G3 3579 i7 GTX 1050 cũ trong tầm giá 17 triệu hay không? Và máy nào tốt hơn không, mong anh trả lời giúp em, vân vân cả tháng nay rồi ạ. Và bạn ấy học công nghệ thông tin. Như mình cũng đã nói ở bên trên ấy, thì bạn học công nghệ thông tin thì bạn có thể là lựa chọn những mẫu Ultrabook thì nó cũng đã phù hợp với cái nhu cầu của ngành học rồi. Tuy nhiên thì nếu như bạn thích một chiếc máy gaming chẳng hạn, thì bạn có thể để 17 triệu đúng không? Thì chúng ta có thể ngắm đến một vài mẫu, như là chúng ta tăng lên một chút tiền để có thể sắm được Acer Aspire 7 hoặc là Acer Nitro 5, hoặc là thậm chí là nếu như mà 17 triệu thì mình nghĩ rằng có thể mua được Acer Nitro 5 phiên bản 2020 hoặc là 2019 cũ, thì cái mức cấu hình nó sẽ cao hơn so với cả Dell G3 3579 mà bạn đang có ở đây. Câu hỏi thứ 9 đến từ bạn Long Trần. Cho em hỏi là mỗi ngày pin em sạc đến 80% rồi dùng đến còn khoảng 40%, thì tắt máy rồi lại sạc đến 80% để hôm sau lại dùng như thế thì có ảnh hưởng đến tuổi thọ pin lắm không? Bạn ấy đang dùng là Rockstrike G15. Rockstrike G15, đây là một mẫu laptop gaming. Và với cái việc là chúng ta sạc đến 80% rồi lại dùng đến 40% xong lại sạc tiếp, và cái điều này vô tình nó sẽ làm cho cái chu kỳ xả sạc của pin chúng ta nó tăng lên khá là nhiều. Và ngoài ra thì việc là chúng ta sử dụng máy laptop gaming mà không cắm sạc thì nó sẽ khiến cho hiệu năng của chúng ta rất là đuổi. Và vì thế thì mình nói chung là mình khuyên bạn nên là cắm sạc lên đến 80% và dùng cắm sạc và dùng nguyên như thế thôi. Chúng ta đừng rút ra, trừ khi nào mà chúng ta có việc mà bất đắc dĩ phải đi ra ngoài mới phải vác laptop theo thì nên sử dụng pin thôi. Nói chung là pin laptop gọi là để chống cháy thôi Thủy ạ. Nó cũng không phải là cái gì nó quá là mạnh mẽ. Thế nhá. Câu hỏi thứ 10 của bạn Trung Kiên. Hai anh cho em hỏi là em chơi game setting ở mức đồ họa cao thì con cạc của em qua phần mềm đo được chạy full load 100% thì có sao không ạ? Em chơi game thì vẫn rất mượt và không bị drop FPS. Cạc của bạn này khỏe thế nhờ Thủy nhờ. Em cũng thấy thế. Thế với cái việc này của bạn thì theo em thì nó có bị làm sao? Em nghĩ là không sao đâu, vậy thì càng tốt thôi. Chạy full load 100% xong rồi không bị drop FPS gì cả, mượt. Thế thì còn than vãn cái gì nữa? Thoải mái mà dùng thôi bạn kia ạ. Rồi, câu hỏi số 11 đi. Câu hỏi của bạn Asura. Anh ơi, em là một game thủ chuyên chơi game eSports. Trời, quá là kinh. Với lại cả game 3A thì cần một con laptop xài lâu dài trong khoảng 3-4 năm, giá khoảng 30 triệu trở xuống. 30 triệu à? Cũng là một cái mức giá mà có rất là nhiều những con máy mà khiến cho anh em phải phân vân. Thế nếu như là Thủy mà một dân chơi chuyên nghiệp thì em sẽ chơi những con laptop gì? 30 triệu thì chúng ta có IdeaPad Gaming 3 có bản RTX 3060 này, hoặc là Acer Nitro 5 Eagle này, hoặc là Dell Gaming G15. Cũng hay. Trong cái tầm giá khoảng 30 triệu này thì anh nghĩ ra một vài cái tên, ví dụ như là Gigabyte G5KC, chúng ta cũng có RTX 3060, hoặc là bạn có thể mua Lenovo Legion 5 có MuxStrike, và nó sẽ hỗ trợ cho việc chúng ta chơi game eSports rất là nhiều. Rồi, và đó là những cái gợi ý của mình dành cho bạn. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo của bạn VL. 2AD đẹp dai, cho em hỏi là em đang chơi game mà con laptop của em bị đơ màn hình rồi tối đen nhấp nháy như kiểu là chị Dậu vậy, và sau đó thì nó mở lại hoạt động bình thường thì không biết là bị gì. Cái vấn đề của bạn VL này thì mình thấy rằng cũng khá là nhiều bạn dính cái trường hợp như kiểu bạn VL.
Và chúng ta thường thì sẽ có hai cái lý do chính. Đầu tiên là cái hiệu năng hay là cái mức cấu hình của máy nó thấp hơn so với game của chúng ta và chúng ta đang bị crash game và nó sẽ bị đứng hình, đứng game một lúc. Và thứ hai nữa là chúng ta đang bị lỗi ở phần driver đồ họa và nó sẽ bị là chúng ta bị nhầm giữa việc chuyển đổi giữa cạc on và cạc VGA rời. Và vì thế thì máy của chúng ta nó sẽ chuyển qua chuyển lại giữa hai con cạc đấy thôi. Và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nó bị tắt màn hình một chút xong rồi là nó lại hiện lại là bởi vì nó đang bị chuyển cạc. Đấy thì bạn có thể là kiểm tra qua hai cái vấn đề đó. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Bảo Đỗ. Anh cho em xin ý kiến, em nên chọn Ryzen 5 Ryzen 5 5600H có RX 6600M 8GB RAM hay là Dell G15 Ryzen 7 5800H có RTX 3050T 4GB RAM. Em thì chủ yếu chơi game eSports. Với cái câu hỏi này của bạn nhá, bạn bảo rằng là bạn chơi game eSports, nhưng mà tôi cá đến 90% những ông nào bảo chơi game eSports sau này cũng sẽ chơi game 3A thôi. Và đối với những cái tựa game 3A hay là game eSports thì cấu hình nó càng cao thì nó càng khỏe thôi, đúng không? Ở đây thì Thủy thấy rằng là có RX 6600M 8GB RAM, bên kia chỉ có 4GB RAM thôi, đúng chưa? Thế là cái gì to hơn? Vậy dĩ nhiên là RX 6600M rồi. Đúng rồi, chọn RX 6600M. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của bạn ND Huy. Anh ơi cho em hỏi ý kiến là em muốn mua laptop để học lập trình thì em nên mua laptop MSI Gaming GS 63 Thin có i7 này 10750H 8GB RAM 512GB SSD hay laptop Acer Nitro 5 Gaming i5 11400H 8GB RAM 512GB SSD. Chúc kênh ngày càng phát triển. Cái này thì là ở trong cái tầm giá loanh quanh khoảng 20 triệu rồi. Và đây cũng là hai cái lựa chọn mà rất là nhiều bạn chọn. Nếu là Thủy thì em sẽ chọn máy gì? Nếu là em thì em thấy chiếc Acer Nitro 5 là nó luôn bá trong tầm giá rồi. Còn chiếc GF63 thì nó hơi nóng. Nên là nó không phải hơi nóng đâu, nó có mỗi một quạt thôi. Xong rồi nó còn gánh con i7 kia nữa thì phải gọi là rất là nóng. Và nó là một sự lựa chọn không ngon ở trong cái tầm giá này. Trong cái tầm 20 triệu thì bạn chọn Acer Astra 7 hay là Acer Nitro 5 thì nó cũng đều ngon hơn so với việc chọn con GF63 kia. Ok, và chúng ta đến với câu hỏi số 14 của bạn gì nhỉ? ID Oddac. Chào hai anh ạ, cho em hỏi là laptop gaming loanh quanh 25 đến 30 triệu nào để tối ưu để học code, để làm các tác vụ cơ bản, sử dụng lâu dài và pin trâu. Em cũng hay vác đi đây đó, em chơi được các game như là CSGO, này, Liên minh, Valorant, không hay chiến game 3A và bạn ấy học công nghệ thông tin. Bạn ấy học công nghệ thông tin này. Và ở đây thì bạn có chơi Liên minh, Valorant và CSGO. Và những cái tựa game này thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng như mẫu Ultrabook để cho cái nhu cầu sử dụng là chơi game eSports nhẹ nhàng. Thứ hai nữa là học công nghệ thông tin và thứ ba nữa là bạn cần pin trâu. Và những cái mẫu máy Ultrabook ở trong cái tầm giá này thì có rất là nhiều. Ví dụ như là ở đây thì bạn có thể lựa chọn như kiểu là IdeaPad 5 Pro phiên bản 16GB RAM này. Và ở đây nữa thì ngoài ra thì bạn có thể là sắm một vài những mẫu laptop gaming. Tuy nhiên thì laptop gaming thì pin nó sẽ không trâu đâu và nó sẽ không đáp ứng được những cái nhu cầu này của bạn. Và trong tầm giá 25 đến 30 triệu thì ở câu trước thì mình cũng đã kể ra rất là nhiều những mẫu máy rồi. Bạn có thể xem lại phần đó nhé. Câu hỏi số 16 đến từ bạn Lê Gia Khiêm. Mấy anh ơi cho em hỏi có cách nào để game chạy trên cạc rời ạ? Game của em nó sử dụng cạc on chỉ được 100 FPS thôi. Mong mấy anh trả lời. Game tên là Mini World. Mini World thì nó là một cái tựa game mà nó kiểu tương tự như kiểu Minecraft ấy. Và thường thì chúng ta sẽ không cần phải ăn quá là nhiều sức mạnh của cạc đồ họa. Thường thì các cái tựa game thế giới mở như này ấy, như kiểu là Mini World với Minecraft, thường nó sẽ ăn sức mạnh chủ yếu về VRAM. Và thứ hai nữa là nó sẽ ăn về CPU. Và vì thế thì với việc là chúng ta chơi bằng cạc on thôi đã được 100 FPS rồi thì mình nghĩ rằng là chúng ta cứ chơi bằng cạc on cũng không sao cả. Còn nếu như bạn thích có một cái mức đồ họa cao hơn hay là bạn sẽ add thêm các cái mod vào Mini World thì bạn có thể là add thêm cái cạc on này vào. Và cách để add là gì hả Thủy? Bạn chỉ việc vào NVIDIA Control Panel là được rồi. Vào đó xong rồi là chúng ta sẽ chọn cái phần là chọn cái game của chúng ta, xong rồi là chọn cái mức là hiệu năng cao cho nó, là chúng ta sẽ chạy được cạc đồ họa ở trên cái tựa game đó. Câu hỏi số 17 đến từ bạn Nisa. Ad ơi cho mình hỏi, mình thấy thông số của ROG G15 G513 bản RTX 3060 có TGP là 115W và lên được 130W với Dynamic Boost. Vậy làm sao để có thể boost lên tầm 130W vậy nhỉ? Làm sao nhỉ? Câu này khó đấy. Như nào hả Thúy? Cái này thì mình thấy Dynamic Boost thì nó tự động boost thôi. Quan trọng là chỉ cần CPU của bạn không ăn quá nhiều điện này, với lại là trong điều kiện thích hợp là có thể tự boost lên được rồi. Máy chúng ta sẽ tự tối ưu cái việc đấy nhỉ? Đúng. Ok.
Và chúng ta đến với câu hỏi số 18 của bạn Khánh Hoàng. Em đang định mua con Acer Nitro 5 với tài chính khoảng 20-25 triệu. Nhu cầu của em là học tập nhẹ nhàng này, chơi Liên Minh, Valorant hay FO4 tầm khoảng 4-5 năm. Và vậy thì theo anh em thì có cần phải nâng từ 1650 lên 3050 hay không? Và nên mua Acer Nitro 5 bản gì ạ? Em cảm ơn. Ở trong cái tầm giá khoảng 25 triệu thì chúng ta có một sự lựa chọn, đấy là Acer Nitro 5 Eagle phiên bản i5-11400H và RTX 3050. Và đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời rồi. RTX 3050 thì chắc chắn là mạnh hơn khá là nhiều so với cả RTX 1650. Vì thế thì bạn có thể chọn luôn bản đấy nhá. Và đấy là ngon nhất rồi đấy. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Phát S Nguyễn. Ad ơi, em có con đeo Virtual 3500, lúc chơi LOL thì không nghe thấy tiếng quạt mà cắm sạc mới thấy nó chạy. Thế không biết là nếu em cứ chơi LOL mà không cắm sạc trong thời gian dài lâu thì có bị sao không ạ? Nếu mà bạn chơi game mà không cắm sạc thì hơi nguy. Nguy thật. Ở đây thì con Virtual 3500 ấy thì nó có một cái cơ chế nó khá là ngu người. Đấy là ở cái chế độ bình thường bạn không cắm sạc, nó sẽ đưa về chế độ tiết kiệm pin này. Và nó sẽ cắt giảm điện ở những cái đầu tiên là chúng ta sẽ bị giảm độ sáng màn hình. Thứ hai nữa là quạt của chúng ta nó sẽ không chạy được max công suất. Và vì thế thì khi mà chúng ta chơi game này hay là các cái tác vụ nặng ở trên con 3500 ấy thì quạt gần như là chúng ta sẽ không nghe thấy tiếng quạt. Và thứ hai nữa là nhiệt độ nó khá là nóng. Tiếp theo đó thì việc là để trong cái khoảng thời gian lâu mà chúng ta không cắm sạc thì tất nhiên là máy chúng ta sẽ nóng này, và cái hiệu năng của nó sẽ không được bung ra quá là nhiều. Và thứ ba nữa là máy chúng ta sẽ nhanh chóng bị xuống cấp. Vì thế mình vẫn luôn khuyên anh em là cắm sạc khi chơi game. Câu hỏi số 20 đến từ bạn Tom Chris. Em chào các anh, cho em hỏi là quạt tản nhiệt của MSI Bravo 15 thì có bền không ạ? Nhu cầu của em là học tập bình thường và chơi LOL thì trong tầm giá của MSI Bravo 15 có laptop nào tốt hơn không? Học tập bình thường ở đây thì không biết là bạn học tập của cái ngành gì. Nếu như mà là các cái ngành liên quan đến ngành kỹ thuật này, xong rồi là những ngành mà yêu cầu một cái cấu hình cao thì lựa chọn MSI Bravo 15 hoặc là Acer Nitro 5 là những cái lựa chọn rất là tuyệt rồi. Còn nếu như là bạn chỉ học tập bình thường như kiểu là học ngành kinh tế này, hay là mấy cái ông mà học về công nghệ thông tin nhưng mà chỉ lập trình thuật toán thôi ấy, thì có thể lựa chọn những mẫu Ultrabook, ví dụ như là Dell Virtual 5515 này, hay là HP Pavilion 15. Thì đây là những cái mẫu Ultrabook mà trong tầm giá khoảng 20 triệu thì có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của bạn. Ngoài ra pin nó còn trâu nữa. Rồi, còn về vấn đề là quạt tản nhiệt của MSI Bravo 15 có bền hay không, thì thường mình thấy rằng là quạt tản nhiệt của laptop gaming ấy nó ít khi hỏng lắm. Và nếu có hỏng thì bạn cứ đem đến laptop AZ, chúng mình sẽ bán cho bạn cái quạt mới, thoải mái mà sử dụng. Cứ bật mắc quạt lên, không phải lo về cái vấn đề là độ bền của quạt tản nhiệt đâu. Rồi, và đó cũng là những câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng là qua những số hỏi đáp này, chúng mình đã giúp anh em hiểu thêm về những chiếc máy của bản thân mình và đồng thời có thể chọn được những mẫu máy mà phù hợp với ngành học, phù hợp với nhu cầu của bản thân. Và nếu thấy hay, hãy like, share và subscribe channel của Lato AZ. Đừng quên là tham gia group Khảo Công Nghệ và tham gia số giveaway ở trong số hỏi đáp số 120 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc mừng năm mới.